Chân dung doanh nhân Hoàng Hường, người vừa bị đề nghị xử phạt vì lên TikTok gọi mèn mén là cám lợn. Trước những phát ngôn xúc phạm của bà Hoàng Thị Hường, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang vừa có văn bản đề nghị xử lý. Nữ doanh nhân này nổi lên từ những tai tiếng suốt thời gian qua. Mới đây, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang vừa có văn bản đề nghị xem xét, xử lý hành vi của bà Hoàng Thị Hường doanh nhân Hoàng Hường tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường đồng thời là chủ phòng khám nha khoa quốc tế Hoàng Hường tầng 1 tòa nhà Golden View, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vì có phát ngôn xúc phạm đến món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc. Trước đó, tháng 2 năm 2023, bà Thảo Thị Mua, chú tại xóm Trúng bà A, xã Phó Cáo, huyện Đồng Văn, Hà Giang đã làm đơn phản ánh về việc doanh nhân Hoàng Hường lên các mạng xã hội như TikTok, Facebook, livestream nói mèn mén là cám lợn, là món ăn giải nghiệp. Theo phản ánh của bà Mua, trong livestream ngày 6 tháng 2 năm 2023 trên TikTok, bà Hương đã có những lời nói xúc phạm lớn đến nhân phẩm và danh dự những người dân bán hàng và làm dịch vụ hoa cho du khách thuê chụp ảnh tại dốc thẩm mã Hà Giang, gọi họ là những kẻ ăn xin. Bà Mua kiến nghị cơ quan chức năng xử lý hành vi này của doanh nhân Hoàng Thị Hương. Mèn mén không chỉ là một món ăn. Bao đời nay, đồng bào dân tộc mông dùng ngô là nguyên liệu chính để làm ra mèn mén. Không phải món cao lương mỹ vị, men mén là món ăn dân dã, truyền thống và lâu đời. Không chỉ còn là một món ăn, đối với người Mông, men mén tồn tại bao đời mang ý nghĩa thiêng liêng trong đời sống văn hóa tinh thần của họ, như nữ doanh nhân gọi là cám lợn. Món ăn này đã trở thành nét văn hóa đặc trưng riêng có của người Mông khiến nhiều người khó quên khi nếm thử một lần. Sống ở miền cao nguyên đá Hà Giang, người Mông ươm từng hạt mầm vào các hốc đá. Những hạt ngô giống đâm mầm này nở bằng mưa gió cao nguyên để cho ra những bắp mẩy thơm ngon rồi người mông dùng hạt ngô làm ra món mèn mén, nuôi sống người mông bao đời này. Họ nâng niu từng bắp, chắc lọc từng hạt, phơi khô rồi nghiền. Các gia đình quây quần bên cối đá, xoay đều tạo ra bột ngô thơm nước. Thứ bột bắp sau đó được sàng lọc, bỏ sạn, bỏ mày rồi trộn với nước. Người ta trộn cho bột không quá khô, không quá nhão để khi hấp vừa dễ chín mà không bị nhão. Các gia đình dân tộc mông vẫn ăn mèn mén hàng ngày, cái hồn cốt của món ăn này đã ngấm vào lối sống người dân nơi đây dù cuộc sống khổ cực không còn đeo bám. Những ai đến đây tìm hiểu đều sẽ thấy các đám cưới, ma chay, ngày dỗ hay ngày Tết hoặc công việc lớn nhỏ đều có sự xuất hiện của món mèn mén. Không chỉ còn là một món ăn, đối với người Mông, mèn mén tồn tại bao đời mang ý nghĩa thiêng liêng trong đời sống văn hóa tinh thần của họ. Doanh nhân Hoàng Hường là ai? Bà Hoàng Thị Hường được nhiều người biết đến trên mạng xã hội từ những tai tiếng. Bà được biết đến là tổng giám đốc công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường, đồng thời là chủ của phòng khám nha khoa quốc tế Hoàng Hường Confidence Smile tại Hà Nội. Năm 2021, nữ doanh nhân Hoàng Hường từng gây ồn ào khi nhiều người cho rằng bà quảng cáo nổ công dụng nước xúc miệng. Theo đó, công dụng của sản phẩm này được nữ đại gia ví như thuốc điều trị các bệnh hôi miệng lâu năm, hôi từ kiếp trước sang kiếp này, thậm chí điều trị viêm lợi. Những lời quảng cáo được nói tràn lan trên mạng xã hội gây ồn ào. Công ty dược phẩm Hoàng Hương tiếp tục tung ra loại viên xương khớp thần kỳ và lại gây tranh cãi. Trong chương trình điểm tựa tương lai phát sóng trên VTV1 vào lúc 10 giờ 35 phút ngày mùng 10 tháng 4, dược phẩm Hoàng Hương lên sóng quảng cáo sản phẩm bảo vệ xương khớp, gan, hoạt huyết, chăm sóc răng miệng. Bà hương còn quảng cáo thần thánh hóa sản phẩm khi nói, tất tần tật những gì đau liên quan đến xương khớp từ đầu xuống chân, em giải quyết được hết. Em không khẳng định là uống một liều sẽ hết nhưng chỉ cần uống trong 1 đến 2 tuần sẽ khỏi đến 50 đến 60%. Ai nặng lắm thì 2 tháng là hết, dù xương khớp đau đến cỡ nào. Ngày 13 tháng 4 năm 2022, Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đã xử phạt 65 triệu đồng đối với công ty cổ phần dược phẩm Hoàng Hường về lỗi vi phạm khi quảng cáo sản phẩm bảo vệ sức khỏe viên xương khớp Hoàng Hường. Năm 2020, bà Hương từng đăng tải thông tin không chính xác, bịa đặt về tình hình mưa bão tại Quảng Bình khi cho rằng huyện lệ thủy không đáng thương như truyền thông thêu dệt và thất vọng khi đến đó từ thiện. Sau đó, sở thông tin và truyền thông tỉnh quảng bình gửi công văn tới sở thông tin và truyền thông thành phố hà nội đề nghị kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật đối với chủ tài khoản facebook nha khoa thẩm mỹ hoàng hường của bà hoàng thị hường. Trong một lần khác, nữ đại gia lên tiếng chửi bới, miệt thị vùng miền cụ thể là thanh hóa khi chửi người đã ăn cắp đây tờ khách hàng của hoàng hường. Ngay sau đó, dư luận cũng nổ ra những tranh cãi bình luận trái chiều